Vâng, xin kính chào tất cả các bác yêu cây cảnh nha. Và hôm nay khá lâu rồi mình không chia sẻ cho các bác biết về chợ phôi cây cảnh, địa chỉ ở Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang đấy rồi. Hôm nay mình lại ghi hình chia sẻ cho các bác một chút về những phôi cây cảnh tại chợ. Cho cái em bé đi. Hôm nào cũng thấy thù em bé đi. Lúc nát. Lúc nát. Vâng, thế mà chủ yếu là chia sẻ cho các bác biết về chợ thời điểm bây giờ còn nhiều cây không thôi. Theo mình quan sát được chợ rất là nhiều cây các bạn ạ. Vẫn rất là nhiều cây mọi người chở ra đây bán. Đấy, những cái phôi này. Và mình chủ yếu là ghi hình chia sẻ cho các bác biết về chợ thôi. Một số phôi này. Dưới đấy. Sang. Đây cây ổi này các bạn. Vâng, dọc dọc lên chợ này thì nhiều lắm. Ở đâu bỏ lại quả kia là cây nào? Là cây đấy. Dễ sống không là quan trọng. Mùi thơm kiểu như là cái quả gì nhỉ? Biết cái mùi rất quen nhỉ. Nhưng mà lại không đoán được là cái quả gì. Mùi rất quen. Đây đây cái quả nó ở đây. Không ăn hết được đâu quả đấy. Chắc ăn được. Tự nhiên mình lại quên cái quả đấy rồi nhỉ. Không biết là quả gì này. Mùi rất quen. Đây đây nó có quả đấy, không biết là quả gì. Quả này rất hay ăn nhá, nhưng mà mình được ăn rồi. Bác thử mai lại không thấy bán cây lại. Hồng à, đúng rồi, hồng hồng đúng rồi. Hồng gì? Rừng, đúng rồi. Hồng rừng á? Hồng luôn. Hồng luôn. Hồng rừng, hồng rừng. Hồng rừng à? Điều ăn được không? Chắc ăn được chứ nhỉ? Ăn đi là mùi rất quen. Đúng rồi, ăn giống quả hồng luôn. Hồng rừng. Hồng rừng. Mình ăn thử ấy, nhưng mai đấy không thấy. Bỏ đấy đây. Đúng rồi. Đó hồng rừng mà đấy không phải không đây? Hồng rừng á? Đâu, làm quá chứ. Hết rồi đâu nữa. Hết à? Mấy cái vỏ này xong ăn hết rồi. Ui giời ơi, kinh khủng. Hồng rừng. Và mình sẽ lên bên trên này xem tặng mọi người. Chia sẻ cho các bác xem ở bên trên này nữa. Rất là nhiều cây đây này. Vâng, rất là nhiều cây người ta mang ra không bán được, không vứt thành củi rồi. Nhiều cây không thành cây cảnh là thành củi thôi. Đấy, cái phôi này rất to này. Đấy, đống này thì bỏ đi. Quả nó rất đẹp nhé. Sang. Cây sang. Còn phơi dưới. Quả đây. 2 lít cho lên nốt. Thôi em lấy bữa này thôi, bên kia em không máu đâu. Bút cây không ạ? Tốt. Còn đây toàn những cây dưới thôi các bạn, nhiều luôn lắm. Anh chơi cái đấy, em chơi cái dài, anh chơi cái ngắn. Anh em mình tháng năm có cái chơi. Anh có đi mua chậu không? Mấy trăm nghìn. Mấy trăm nghìn thì vừa lên đến à? Anh bán cây hả Kiều? Cũng đi đào. Đi đào. Rất là nhiều cây. Đúng không lại cây. Rồi cứ rồi ghế một tay là em trừ 100. Trứng rùa. Trứng rùa. Trứng gà 33.
Ở đây toàn những cái phơi của cái dưới thì mình sẽ đi dạo một vòng lên trên dọc hai bờ đường này xem nào nhá, cho các bạn, các bác xem chợ dạo này có nhiều cây không thì dưới cái hình chia sẻ cho các bác ngắm qua một lượt chợ để các bác thích những các phôi cây dưới gì thì có thể đến trực tiếp chợ thì mua nó sẽ rất là rẻ nhé. Đây phải nói là chợ phôi cây giá rẻ lắm. Nhất là nhiều cây không bán được và vứt thành củi. Đấy, những cái phôi cây dưới thấp thấp và cái đống kia kìa, đống này thành củi hết rồi. Đống này một số nó không bán được thì vứt không. Và hai bên đường rất là nhiều cây, mình sẽ lên trên này xem nào. Đấy, xếp hai bên đường này, nhưng mà những người mua thì hôm nào cũng vậy thôi. Hôm nào cũng chỉ có mấy người mua, cứ hôm nào cũng thế thôi, cũng không thấy có nhiều người. Thì mùa năm dạo này thì cứ chỉ mấy người anh em bán livestream thì lên mua thôi. Đấy, còn các bác thích kìa, cứ thế trực tiếp chợ thì mua rẻ lắm. Anh hôm nay không đi à? Đi được mới trên đá kia là. À. Dưới là dưới thấp này. Rất nhiều. Ít người mua thế nhỉ? Toàn thấy người bán đó. Ngập tràn đường. Dưới cục dưới và người bán rất nhiều các mọi người ạ. Đấy, nhiều cây là không thành gì vất không rồi, có cây thành củi, cây thành cây cảnh, chợ cây cảnh nhiều cây thành củi. Mình sẽ đi lượn một vòng lên đến trên đó xem nào. Đây dọc hai bên đường này hôm nào cũng có nhá. Ôi. Và chủ yếu chỉ ghi hình cho các bác biết về chợ cây thôi. Lâu lâu mình có thời gian mình sẽ lên đây và ghi hình chia sẻ cho các bác một chút về hình ảnh của chợ cây đây. Chưa bán được à? Vâng, rất là nhiều những cái cây nhé. Đây này, mình sẽ đi lên bên này xong rồi tí mình sẽ đi xuống là bên kia mình xem thế nào. Ở đây này, xếp đống này, không biết dáng thế gì nhiều này đây. Đấy cái chất cũng dưới sao to lắm bác, cục khủng luôn. Mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem để chở xe máy luôn đấy.
Và đây có mấy cái cây rất to như kia. Chúng mình sẽ vòng xuống đó xem. Chở cây anh? Thế cảnh à? Ờ, em quay chơi tí. Úi dồi, nước bẩn thế. Đây này đấy, nhiều cục mang về cứ đừng mấy hôm không bán được là vất công thôi. Đây toàn chuối dọc hai bên đường. Đúng là chợ thật. Nằm la liệt. Vâng, trên kia vẫn còn kìa. Mình sẽ quay ngược lại sang bên này xem nào. Đây, cái giải rác rất nhiều. Dạo này thì những cái xe này người ta đến mua, nhưng mà chắc người ta cũng chọn. Này chắc là chưa ai mua, vẫn đang để đây này. Toàn những cái dưới đó. Và những cái này thì các bác thích yêu những cây cảnh ấy thì chắc là cũng rất là mê luôn nhé. Và các bác ấy có thể đến địa chỉ là Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang, xã Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang. Đây ngay trong này thì chỗ ủy ban xã ngay trong này đấy. Chỗ sân bóng Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang ấy. Nếu mà không biết rõ địa chỉ thì có thể liên hệ cho mình để mình giới thiệu cho. Số điện thoại của mình là 0382 548 675 các bác nhé. Mình thì không mua bán gì đâu, chẳng qua thì nếu mà các bác không biết địa chỉ đâu cụ thể thì có thể gọi điện để mình chỉ hướng cho. Thôi được anh đi, tao quay phim một tí. Vâng, đây toàn dưới, đa phần toàn dưới. Và đây có cái ổi này, khá đẹp. Dưới kìa. Bán. Con này bán được bao nhiêu tiền? 4 lít anh ạ. 4 lít á? 4 lít. Ở đây có cái chuối khá khủng đấy. Còn các bác thích thì các bác cứ đến chợ trực tiếp chợ mua nó rẻ hơn nhiều nhé các bác nha. Chợ nó sẽ rẻ hơn so với các anh em mang về bán trên live. Đấy, đi bên này đây này. Và ở những cục này thì vẫn còn chắc là chưa bán được này. Vừa nãy không biết là cây gì đây. Khế. Vâng, ngay trước cây khế không ạ? Ôi giời, cái gì to thế? Xì.
phát lộc phát tài. Và mấy hôm mình chỉ ghi hình ngắn ngắn một chút thôi. Mình xuống dưới này xem nào. Bán được cây cho cháu. Và cây này rất to nhé. Cái lộc phát tài này. Mình sẽ quay lại xuống bên dưới này để xem có cây nào mới ra được không. Và cái lâu lâu lại có một chuyến trở ra đây nhá, nhiều cây lắm, bạt ngàn luôn. Trên kia này đây nhà đang đổ bê tông, tầng cao ngút trời chứ. Dạ nó không bắn lần quay nữa hả em? À đổ thế. Vâng, toàn đứng người bán với nhau thôi. Chắc khó bán lắm. Chở ghê cho. Đây cây luôn dọc đường. Chợ thì không thiếu cây, chỉ thiếu người mua thôi. Đấy, chợ đầy cây luôn. Chợ thì không thiếu cây thật. Nguyệt quế. Có cây nguyệt quế bên bé ấy. Hả? Bao tiền? Cây nguyệt quế bên bé phải quay không? Bán cái con cây kia chưa bán à? Dáng gì? Mày quần áo này mày cho anh lên sóng. Cái gì nó quay. Quần áo này mày cho anh ghi hình anh lên sóng, quần áo này chết. Quần áo nào? Quần áo 300 thì nó khác. Chết tôi, cổ 200 là đúng 200 không ta. Không 300. Cái gì đây nhỉ? Cái này 300.000 đúng rồi. Dưới này. 200 à. 300 à? Đẹp, cái này khá đẹp đấy. Sang. Phải cái sang nhỉ? Dầu sang phú quý. Cái dầu sang phú quý. Anh ghi ngắn ngắn thế thôi, không ghi hình nhiều đâu. Cái này á? 200 200 Chứ đâu 200 về bán 200
mà nó khô quá. Người chơi thì biết, người không chơi không biết gì. Mẹ đây lúc đây còn mẹ còn này bò hết dư nhỉ. Cái này có vẻ là chắc. Cái này ra lọc cho em một xíu. Ra lọc. Mi Khải nhá. Khải không? Mi Cà Ngải. Có tiền đẹp rồi em. Đẹp ạ. Đẹp ạ. Ồ, người đẹp đấy giờ. Cái này nó là mọc hoàng đống lên nên như nấm ấy. Bánh trai nào có tiền đẹp của em ơi. Có tiền đẹp mà. Cái này là gọi cái gì? Đấy. Chắc không dễ gì. Nó ruồi. Dễ của nó chứ nhờ. Cái ruồi. Cái gì cấy vào cơ. Còn nó. Tôi hỏi câu khở các chú ạ. Cái 50 thôi. Cái 50 đào. Cái cục này đẹp này. Đủ đâu? Ui thế cũng được rồi. Lắm lộc. Lộc lắm. Tuyệt vời đấy người đẹp ạ. Lắm lộc. Người đẹp đúng rồi, cây này. Thôi khô như là gì, đẹp gì. Khô được. Cây với cây khô. Còn cây to này quay hỏi chứ. Đấy, nó phải đống nó mới khô kìa. Thế đống nó gọi là khô. Cái đống nó mới là khô. Chụp ảnh đi. Vâng, giờ này vẫn còn rất là nhiều đây này. Số cây được vừa ra này. Cây thì không thiếu gì cây. Ấy, xe này mới ra này. Bán được chưa? Chưa. Đồ sang phú quý à. Rất nhiều cây chở. Con này hả? Mật. Xin chào anh Xuân Mụn TV. Ừ. Cái cho con người quế. Còn hàng siêu phẩm luôn. Con này bao tiền? Nó bảo vào 500 thôi. Ai đòi 500 con này? Nhìn kia. Giá 500 không? Nó bảo là 500. Con này mà 500 thì mày biết ra kiểu gì. Đây, đây. Giá bàn trà đẹp quá. Giá gì? Cứ quay vào. Không à? Của ông à? Ừ. Của em à? Bao tiền à? Triệu. Bao tiền? Giá bao nhiêu? Cái này. Dầu sang. Cái châu bò đấy người. Bao nhiêu? Lấy giá. 400. Giá cũng phải triệu rồi. Trắng rồi chết rồi. Anh bảo lấy cái giá đấy em. Vừa thu một xe bán được rồi. Em bán từ nhà em trở lên cho anh. À. Thế qua mới bà gạ em xi tít đi. Thế. Chưa có điện sao? Đấy 400 đấy, giá bao nhiêu? À, chưa có điện sao? Chắc là chưa có nhưng tôi không. 200. 200. Ừ. 200. We'll be right back.
đấy, dọc đường đầy chứ, cây không thiếu, thiếu người mua thôi, ngập tràn luôn.